Chào mừng các bạn đã đến với Derby Manchester, một chương trình được lên sóng trên kênh MyTV Football, nơi mà chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin nóng hổi và thú vị nhất liên quan đến hai nửa thành Manchester. Như vậy là sau trận tranh siêu cúp nước Anh, cả Man United và Man City đều đã chính thức bước vào chiến dịch mới tại Premier League vào cuối tuần qua. Đáng chú ý là khi cả hai nửa thành Manchester đều đã ca khúc khải hoàn, qua đó có được sự khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải năm nay. Ten Hag cùng với Pep Guardiola hẳn sẽ rất hài lòng với kết quả của đội nhà, cùng với đó là màn trình diễn của các học trò. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với những thông tin chi tiết của cả hai chiến thắng của Man United và Man City nhé! Tâm điểm của bóng đá thế giới ngày hôm qua chắc chắn là trận Super Sunday giữa Chelsea và Man City tại vòng đấu mở màn Premier League. Ở mùa giải năm ngoái tại Stamford Bridge, các khán giả được chứng kiến một kịch bản và tỷ số điên rồ và tất cả đều mong điều này sẽ tiếp tục được gặp lại. Tuy vậy thì sau khi kết thúc trận đấu, nhà đương kim vô địch đã được hưởng niềm vui chiến thắng. Trong đó, tiền đạo Erling Haaland đã tỏa sáng để giúp cho đội nhà có được 3 điểm đầu tiên ở mùa giải năm nay. Với bàn thắng vào lưới của Chelsea thì tiền đạo người Na Uy cũng đã xác lập được thành tích ấn tượng cho bản thân. Cùng với đó là màn đáp trả hướng đến Cucurella bên kia chiến tuyến sau khi đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024. Thường bị chê bai là cầu thủ của những trận cầu nhỏ, Erling Haaland đang dần chứng minh bản thân anh hoàn toàn có thể tỏa sáng cho các trận cầu quan trọng của Manchester City. Chiến thắng hôm qua của nửa xanh thành Manchester là lần thứ 100 khi sút người Na Uy ra sân cho câu lạc bộ. Đáng nói, Haaland chính là cầu thủ mở tỷ số của trận đấu sau đường chuyền kiến tạo của tiền vệ Bernardo Silva. Đây là bàn thắng thứ 106 mà Haaland góp dấu giày cho đội chủ sân Etihad, trong đó có 91 bàn thắng và 15 đường kiến tạo. Ngôi sao sinh năm 2000 cũng là cầu thủ rất có duyên ghi bàn trong tháng 8. Kể từ mùa giải 2022-2023, Haaland đã ghi tới 13 bàn thắng trong tháng 8, tức là nhiều hơn thành tích của toàn đội Chelsea với 11 bàn và Man United với 9 bàn. Sau trận, HLV Pep Guardiola không tiếc lời ngợi khen cậu học trò, thậm chí chiến lược gia người Tây Ban Nha còn so sánh khả năng làm bàn của Haaland với hai huyền thoại của bóng đá đương đại. Haaland có thống kê làm bàn tương đương Messi và Ronaldo, những người thống trị bóng đá thế giới trong 10-15 năm qua. Về số bàn thắng, Haaland đạt đẳng cấp đó, tôi không biết cậu ấy làm thế nào, nhưng ghi 91 bàn qua 100 trận tại Ngoại hạng Anh là điều không thể tin được. Còn với Haaland, không chỉ ghi bàn ngày mở màn giải đấu, tiền đạo người Na Uy còn trả thù thành công hậu vệ Cucurella khi nhà vô địch Euro 2024 từng chế giễu anh cách đây không lâu. Haaland chia sẻ: "Mùa trước, Cucurella còn xin áo đấu của tôi, giờ anh ấy lại hát những điều chế giễu tôi. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn, tôi không quan tâm. Đó là một bài hát thú vị." Hậu vệ Chelsea Marc Cucurella thi đấu rất hay tại Euro 2024, giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch châu Âu. Trong lúc ăn mừng, Cucurella đã hát bài hát có nội dung giễu cợt Haaland. "Cucurella, anh ấy ăn Pela. Cucurella, anh uống Estrella. Haaland, bạn nên du dẩy đi vì Cucurella đang đến." Dù không hài lòng khi bị Cucurella châm chọc, bài hát chế này không ảnh hưởng quá nhiều đến Haaland. Tiền đạo người Na Uy mở tỷ số cho Manchester City phút 18 trên sân Stamford Bridge. Anh dễ dàng đánh bại Cucurella trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Robert Sanchez của Chelsea. Với Haaland, điều quan trọng nhất vẫn là 3 điểm giành được ở trận mở màn. Tiền đạo 24 tuổi này bày tỏ mong muốn tiến bộ hơn nữa trong mùa giải mới cùng các đồng đội. "Tôi muốn cải thiện bản thân trở thành một cầu thủ toàn diện. Tôi muốn trở thành cầu thủ giỏi hơn về tổng thể, không chỉ là số bàn thắng hay điều gì khác." Man City đã hành quân đến Stamford Bridge vào ngày hôm qua mà không có được sự phục vụ của Rodri. Điều này khiến các cổ động viên của The Citizen rất lo lắng bởi tiền vệ người Tây Ban Nha luôn là cái tên không thể thiếu giữa tuyến giữa. Dù vậy thì Pep Guardiola vẫn còn đó, Mateo Kovacic, ngôi sao đã có màn trình diễn trên cả tuyệt vời trong ngày anh đối đầu với đội bóng cũ. Trong khi đó thì mức độ nghiêm trọng của chấn thương của ngôi sao Savinho gần như đã được xác định sau khi anh phải sớm rời sân tại hiệp 2. Erling Haaland làm bẽ mặt Marc Cucurella. Hậu vệ sau khi vô địch Euro 2024 cùng tuyển Tây Ban Nha đã cất cao giọng: "Haaland nên run rẩy, Cucurella tới đây." Còn với Kovacic, anh chứng minh cho đội bóng thành London thấy rằng họ đã có quyết định chuyển nhượng sai lầm, đồng thời phát đi thông điệp đành thép: "Không Rodri, chẳng vấn đề." Chelsea của năm 2024 không còn là thế lực hùng mạnh, họ đang cải tổ đội hình, nhưng ngay cả khi như vậy, Manchester City vẫn có chút lo lắng khi sải bước chân trên thảm cỏ xanh mượt của sân Stamford Bridge. Ở trận này, nhà đương kim vô địch Premier League vắng Rodri, ngôi sao dính chấn thương ở chung kết Euro 2024 hồi tháng trước. Mùa 2023-2024, Manchester City thua 4 trận, trong đó có tới 3 trận cầu thủ người Tây Ban Nha không thi đấu. Dù vậy, Kovacic có màn trình diễn xuất sắc để khỏa lấp khoảng trống đồng đội để lại. Khác biệt nổi bật nhất của tiền vệ người Croatia đến từ kinh nghiệm, điều Enzo Fernandez, Moisés Caicedo và Romeo Lavia bên phía Chelsea còn thiếu. Kovacic không phải là cầu thủ hoàn hảo, nhưng trước Chelsea, tiền vệ người Croatia thành công trong việc làm chủ khu trung tuyến. Cựu sao Real Madrid cầm bóng một cách thoải mái, điều tiết trận đấu nhanh chậm tùy thích. Kovacic cũng biết khi nào nên giữ bóng và chọn thời điểm để tịnh tiến các đường chuyền lên phía trước. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Kovacic bắt đầu phải thực hiện nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn. Dù vậy, điều đó không hề làm khó cựu sao Real Madrid, người thực hiện một số tình huống đánh chặn quan trọng ở những thời điểm nhạy cảm.
Trước dàn sao đắt giá của đội chủ nhà, Kovacic vẫn chơi thử bóng đá đĩnh đạc, sắm vai ông chủ ở tuyến giữa, người không cho phép Chelsea tác động làm ảnh hưởng đến nhịp độ trận đấu. Dù cho The Blues rất tích cực di chuyển, không bóng để pressing, tuy nhiên Kovacic vẫn cầm bóng rất thoải mái và tự tin. Bàn thắng của anh ở những phút cuối trận chỉ càng tô điểm thêm sự xuất sắc của tiền vệ người Croatia trong trận đấu này. Còn với các fan của The Blues, có lẽ họ đang cảm thấy xấu hổ thay đội nhà, khi dẫu cho mua người nhiều, họ lại phải cay đắng nhìn người cũ chọc thủng lưới. Trong khi đó, tân binh Savinho đã có một ngày thi đấu ấn tượng khi tỏ ra vô cùng song sáo và hiệu quả khi được Pep đưa sang cánh phải sau những phút đầu thử nghiệm nơi hành lang trái. Tuy nhiên, anh đã ngã xuống đất vào giai đoạn cuối của hiệp 1 và được thay ra ngay đầu hiệp 2. Phil Foden là người được chọn thay thế. Sau trận đấu khi được hỏi về Savinho, Pep Guardiola nói: "Một số chấn thương ở đầu gối, cậu ấy nói rằng cậu ấy biết rõ lý do, cậu ấy đã từng bị chấn thương này trong quá khứ. Cậu ấy phải giải quyết vấn đề này và đó là vấn đề thiếu sự chuẩn bị, thiếu các buổi luyện tập. Rõ ràng đây không phải là một vấn đề lớn. Hy vọng cậu ấy sẽ sẵn sàng cho trận đấu vào thứ bảy tuần tới." Chuyển sang những thông tin liên quan đến Man United. Dù cho có được 3 điểm đầu tay ở mùa giải năm nay khi đánh bại Fulham, thế nhưng Ten Hag hiểu rằng Quỷ Đỏ vẫn cần phải chiêu mộ thêm một vài cái tên nữa trên kỳ chuyển nhượng hè. Trong bối cảnh Luxor đang liên tiếp dính chấn thương dài hạn, thì đội chủ sân Old Trafford đang dành sự quan tâm đặc biệt đến một ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ nhằm có được sự bổ sung bên hành lang cánh trái. Ngoài ra thì Man United cũng đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với PSG để có được chữ ký của Ugarte ngay trong tuần này. Ngoài ra thì ở chiều ngược lại, McTominay gần như đã có quyết định về tương lai của mình tại nhà hát sau rất nhiều thông tin cho rằng anh sẽ rời Man United ngay trong mùa hè này. Vị trí hậu vệ trái tiếp tục khiến Man United phải đau đầu trong mùa bóng này với chấn thương tiếp diễn của Luxor. Cầu thủ người Anh chỉ có thể trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế tiếp theo. Trong khi đó, Terry Malasia phải ngồi ngoài vì vấn đề đầu gối kể từ mùa hè năm ngoái. Theo đó, Erik ten Hag có lý do để săn đón một hậu vệ trái mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 này khép lại. Hiện tại, có thông tin cho rằng Quỷ Đỏ đang tiếp tục đàm phán với Fenerbahce về Ferdi Kadıoğlu, nhưng Brighton đang chiếm ưu thế trong cuộc đua này. Tương lai của tiền vệ Manuel Ugarte trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay vẫn chưa hoàn toàn được sáng tỏ. Thông tin mà chúng ta biết cho tới lúc này là anh muốn đến Man United và Quỷ Đỏ cũng rất cần anh. Theo Football Insider mới đây cho biết, Man United đang thúc đẩy đàm phán và sẽ đạt được thỏa thuận trong ít ngày tới. Trong khi đó, Fabrizio Romano cho biết Ugarte rất nóng lòng muốn đến Old Trafford và đang chờ hai câu lạc bộ chốt hạ mức phí chuyển nhượng. Ugarte được PSG định giá khoảng 45 triệu bảng Anh và Man United đã chi tiêu rất mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng này. Họ cần phải cẩn thận để không vi phạm các nguyên tắc công bằng tài chính của Premier League khi cố gắng ký hợp đồng với cầu thủ người Uruguay. Ở chiều ngược lại, tiền vệ Scott McTominay được cho là sẽ chuyển đến Napoli. Anh đã có những cuộc nói chuyện tích cực với huấn luyện viên Antonio Conte. Mới nhất, nhà báo Alfredo Pedula tiết lộ cầu thủ người Scotland đã đồng ý gia nhập đội bóng Serie A là Napoli vào mùa hè này. Đầu tuần này, The Times cho biết Napoli đã mở cuộc đàm phán với Manchester United về việc ký hợp đồng với McTominay khi nhà vô địch Serie A 2023 ưu tiên một thỏa thuận hỏi mượn tiền vệ này. Mức giá yêu cầu của Manchester United cho cầu thủ người Scotland được cho là khoảng 25 triệu bảng. Nhận xét về hai thương vụ tiềm năng được trang Manchester Evening News dẫn lời, giám đốc thể thao Giovanni Manna của Napoli cho biết cả McTominay và Gilmore đều là những cầu thủ giỏi. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy đến. Chiến thắng trước Fulham cuối tuần qua, Man United đã có sự thay đổi tích cực ở một vài cá nhân, đáng chú ý là đến từ cái tên Casemiro. Nhân vật đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích từ giới truyền thông và khán giả bởi màn trình diễn tệ hại ở mùa giải vừa qua, dẫn đến thành tích bết bát của Quỷ Đỏ tại Premier League và Champions League. Tuy vậy thì vào cuối tuần qua, người ta thấy được sự thay đổi đến từ Casemiro từ mặt thể chất và màn trình diễn trên sân trong suốt thời gian góp mặt. Có rất nhiều điểm tích cực rút ra từ chiến thắng trong ngày khai mạc Premier League của Manchester United trước Fulham. Joshua Zirkzee đã tự giới thiệu mình tại Old Trafford với bàn thắng quyết định vào những phút cuối, giúp đội của Erik ten Hag giành chiến thắng 1-0 và giành được 3 điểm quan trọng. Ten Hag đã cảnh báo người hâm mộ trước trận đấu rằng đội của ông chưa sẵn sàng cho mùa giải mới. Nhiều cầu thủ chưa đạt được thể lực sung mãn sau khi trở lại từ Euro 2024 và Copa America. Tuy nhiên, vẫn có một số màn trình diễn thực sự mạnh mẽ và ấn tượng cho đội hình của Man United. Một cầu thủ nổi bật như vậy là Casemiro, người đã tìm lại phong độ tốt nhất của mình ở trung tâm hàng tiền vệ. Cầu thủ người Brazil mạnh mẽ trong phòng ngự nhưng cũng là một phần quan trọng trong lối chơi xây dựng của Man United. Anh trông giống Casemiro mà Man United đã ký hợp đồng vào năm 2022 hơn là phiên bản của mùa giải trước. Màn trình diễn của Casemiro đã giảm chất lượng đáng kể vào mùa trước, khiến anh tưởng chừng như chắc chắn sẽ bị thay thế vào hè này. Nhưng màn trình diễn của Casemiro trong mùa hè và trước Fulham cho thấy anh vẫn còn nhiều điều để cống hiến. Ở kịch bản tệ nhất, một vai trò luân chuyển ở hàng tiền vệ vẫn có thể phù hợp với anh. Anh kết thúc trận đấu với 3 đường chuyền quan trọng, 4 lần phá bóng, 4 phát tác bóng và 2 cơ hội lớn được tạo ra, là một trong những cái tên xuất sắc nhất trên sân. Nhưng không chỉ màn trình diễn của Casemiro khiến người hâm mộ Man United ấn tượng, họ còn nhận thấy sự thay đổi về mặt thể chất so với mùa giải trước. Người hâm mộ Man United trên nền tảng mạng xã hội X phát hiện ra rằng Casemiro trông rất tuyệt vời ở mùa giải mới và trông gầy hơn nhiều so với thời gian trước. Một người ủng hộ đội đã viết: "Casemiro trông giống một cầu thủ khác so với mùa giải trước. Hy vọng chúng ta có thể có lại Casemiro 2022-2023." Một người khác viết:
Casemiro trông gầy và gọn gàng trong mùa giải này, trong khi một người thứ ba viết, tôi không thể là người duy nhất thấy điều này, Casemiro trông gầy hơn so với mùa giải trước. Và đó là tất cả những thông tin mà Derby Manchester ngày hôm nay mang đến cho quý vị khán giả. Nếu thấy hay, hãy để lại chúng mình một like cũng như một subscribe để ủng hộ cho chương trình nhé. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong ngày mai để cập nhật những tin tức mới nhất về hai đội bóng thành Manchester. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.